Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Nếu như mà các bạn vẫn còn nhớ thì vài tháng trước, với tư cách là một con dê, tôi đã tự biến bản thân mình thành một con dê khá là đặc biệt. Cục này tôi đã thấy ở đâu đó rồi thì phải, thì ăn vào mồm xem nào. Tôi hình như là vừa trở thành một con dê trong Minecraft rồi. Và hình như là tôi có thể xây dựng thì phải. Đúng rồi, cái cục ở trước mặt tôi khiến tôi có thể xây dựng được, đúng rồi. Tôi có thể xây bất kỳ cái gì tôi muốn. Thì dạo này tôi nghe dân tình đồn phong phanh là những cái khối vuông đấy hoàn toàn có thể đưa tôi đến một cái thế giới rất là khác. Thực hư thì chưa biết thế nào, nhưng mà trước mắt tôi cứ phải đi tìm lại cái khối vuông đấy trước đã. Mà trong lần cuối cùng tôi nhớ thì hình như là tôi tìm nó ở cái nghĩa địa này thì phải. Đây, đây đúng rồi. Đúng là có cái con quái vật hay là cái con quỷ gì đó, người dài ngoằng này. Trông nó thế thôi các bạn ạ, nhưng mà thực ra nó yếu lắm. Mà trên thực tế thì mình cũng đã từng giết nó trước đây rồi còn đâu. Đơn giản mà, nhiệm vụ của tôi bây giờ là làm sao có thể tìm được ra cái khối lập phương. Ok, tại sao không tìm lại tự nhiên vô tình ăn phải là sao? Đây nhá, như các bạn đã thấy, ngoài việc là có một cái vẻ ngoài đẹp trai hơn thì con dê của tôi bây giờ có thể, ôi đây, có thể xây dựng được rồi. Theo như lời đồn thì tôi sẽ xây một cái cánh cổng như này, chui qua cái là vào thế giới mới ngay. Trời, đẹp không, đẹp không? Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị tinh thần đi, tại vì tôi sẽ dẫn các bạn đến một thế giới hoàn toàn khác. Chuẩn bị này. Ở kia nào, dẫn nhầm mẹ địa chỉ rồi, lạ thật. Ui, đây ở đâu? Tôi là ai nhở? Ôi các bạn ơi, tôi bị lạc đến một, à không, không phải là tôi bị lạc, nói bị lạc thì không đúng, mà tôi cố tình bị lạc đến đây. Các bạn nhìn bạn lợn này, đáng yêu thế. Tao đói, quá tuyệt vời luôn. Vậy là ở trong cái vùng đất này, ít nhất là sẽ không thiếu đồ ăn cho chúng ta. Các bạn ơi, mọi thứ trên thế giới này hình vuông, nó không kỳ quặc bằng cái việc là tôi đang chặt gỗ bằng chính cái đồ ăn của mình. How? How? Đấy, thấy cái hình dạng mới của tôi ra sao? Sang đến thế giới mới này, cuối cùng tôi cũng được làm con người rồi. Ui, may quá, vẫn đẹp trai, hú hồn. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Đả quá, đả quá. Em nhìn này, những cái thân cây mà tôi đã chặt xuống, tôi hoàn toàn có thể tạo ra những cái phát minh về nó. Ván gỗ à? Gậy gỗ này, ghép lại với nhau à? Tôi vừa mới chế tạo được hai công cụ mà tôi chắc chắn rằng nó sẽ giúp ích cho cuộc sống của tôi tại đây rất nhiều. Ví dụ như chiếc rìu mà bạn đang nhìn thấy đây để chặt gỗ, đúng rồi, rìu để chặt gỗ, ai cũng biết điều đấy đúng không? Ngoài sự lựa chọn dùng siêu năng lực tay để chặt củi, bây giờ tôi hoàn toàn có thể dùng rìu một tí, văn minh lên tí thì làm sao? Đây, tôi còn có thể dùng cái khoắm này để tôi đào đá nữa. Tôi nghĩ là ở cái thế giới này mà tôi có thể dùng tay để tôi đào đá thì cũng được thôi, nhưng mà đấy, dùng khoắm đào đá nó vẫn hơn. Mà tôi thực sự đề cao những cái vấn đề tích trữ lương thực. Đấy là điều tối quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi rồi. Có thể các bạn nghĩ rằng là tôi đang đi bơi, không sao cả, những cái suy nghĩ non nớt của các bạn tôi hiểu. Mà cái mục tiêu của tôi nó lớn hơn thế rất là nhiều. Đây này, thực ra tôi đang bơi ra một cái công trình mà tôi đã tia nó từ khá xa rồi. Mặc dù bơi hơi dài, tự nhiên nó lại làm tôi hơi đói một tí, nhưng mà không sao, tôi nghĩ là nó cũng xứng đáng. Everything gonna be dijo bự các bạn nhá. Mà đây, nói liên miên thì chúng ta cũng đã tìm đến cái công trình đấy đây này. Ok, để tôi xem nào, trong này là có một cái chat. Ôi tôi hứa là tôi sẽ trả lại cho người, người ta mất thì đây, tôi cầm hộ nhá. Thì người ta cầm hộ một tí, mai người ta trả mà. Trả. Chắc chắn ngày mai không? Trả. Các bạn ạ, tôi vừa nhận ra là thay vì dùng những cái đồ gỗ để tôi có thể làm những cái búa gỗ kiểu đấy, thì bây giờ tôi có thể làm luôn cả đồ đá. Bây giờ cái khoắm đá này, ui, trông cực kỳ uy tín và hiệu quả luôn các bạn ạ. Đây, để tôi lấy cái khoắm tôi đào thử các bạn xem nhá. Úi xồi, như nào? Như nào? Lần đầu tôi bị mắc kẹt như này, nhưng mà chúng ta hãy cùng tìm hướng giải quyết nhá. Tôi nghĩ là đây, vẫn ra được thôi. Rồi. Yeah, tôi thoát rồi các bạn ạ. Chẳng lẽ bây giờ đi khám phá thế giới mới một tí, chết mẹ thui ra đây, khổ. Phải nói là dê tôi ở nơi thành thị trốn đông người đã lâu. Bây giờ về những cái nơi yên tĩnh như này cảm thấy rất là thích luôn. Từ không khí rồi cảnh vật mọi thứ rất là đẹp. Tôi cảm thấy cái phong cảnh tuyệt vời này nó làm trỗi dậy trong người tôi cái lòng yêu thiên nhiên mà tôi vốn đã sẵn có. Trời thì cũng sắp tối rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ đào hết khoáng sản ở trong một cái hang, và chúng ta sẽ vào đấy để có thể gọi là tạm thời tá túc qua đêm nay. Yo anh em, em có thấy cái ánh sáng đỏ đỏ ở trong hang tối kia không? Nào để tôi vào xem qua một tí nào. Có khi là cái đèn pin ai làm rơi á?
Các bạn ơi, trong này như là ông cũng có cư dân à? Thôi, mặc kệ đi, chắc người ta cũng không đếm xỉa gì đến mình đâu. Giờ mình coi họ như hàng xóm cũng được mà, có gì đâu. Nhưng mà dù gì thì tôi cũng phải xây một cái bức tường lại. Hàng xóm thì người ta cũng phải có khoảng cách. Anh ơi, đêm rồi sẽ sang nhà em chơi. Cái gì? Ok. Không ổn rồi, hàng xóm nhà tôi Bin Laden, nó vừa đánh bom nhà tôi xong. Thôi nhá, bố mày xây cả cái bức tường kín lên, không cho thằng hàng xóm nào sang nữa sẽ bất lịch sự đến cái mức độ này. Nổ gần chết mẹ tôi rồi. Cũng may mà tôi trữ lương thực. Bây giờ chúng ta sẽ nướng một ít thịt nhá. Chúng ta sẽ ăn để làm sao mà cho người nó hồi lại, chứ tôi bây giờ sắp chết đến nơi rồi. Bây giờ tôi sẽ cắm mấy cái thanh đuốc tôi vừa làm vào đây để làm sao nhà nó sáng lên một tí. Hơi ăn lông ở lỗ một tí thôi, nhưng mà từ bây giờ chúng ta sẽ gọi nơi này là nhà. Ở một nơi mênh mông như này để mà tìm một cái hang nó cũng khó, cho nên bây giờ tôi đang xây cái cổng làm sao mà nhìn cho nó dễ nhận biết một tí. Các bạn hiểu không? Cái gì nhỉ? Tiếng gì đây? Ôi à, thế nhở, cái cửa thì chưa xây. Đéo được rồi các bạn ơi, tôi không có gì phòng thủ cả. À đây rồi, tôi có cái khoắn. Mày. A few moments later. Vào nhà tao không xin phép lại còn gặm tao này. Láo nó quen. Thằng ôn vật chẳng qua là tôi chưa thích giết. Chứ mấy cái thằng đấy tôi giết lúc nào mà chả được. Các bạn hiểu không? Đây, bây giờ tôi đang đi xây. Các bạn ơi, lại là tôi đây. Ban nãy tôi bị nổ banh xác ấy, mà bây giờ tôi lại được hồi sinh rồi. Ban nãy thì bị nổ người, hơi nản một tí, nhưng mà không sao, vạn sự khởi đầu nan các bạn. Chúng ta hoàn toàn thể làm lại mọi thứ từ đầu mà. Yeah. Đây chính là chỗ tôi mất đồ này. Khổ quá, đi tìm mãi thôi. Ai, cuối cùng tôi cũng về lại được cái căn nhà ấm cúng của mình rồi. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục cái công đoạn xây cái cổng. Làm sao cho nó đẹp mắt được bây giờ nhỉ? Ngôi nhà ấm cúng thì xây nào chọn. Ôi. Nào các cháu ơi, cần tết nhất sao lại ai lại làm thế, sao lại vào nhà chú chuyện. Thôi tha chú thú lì xì cho. Ôi cái mẹ quá. One eternity later. Ồ, lại là một công trình lạ mới. Lại phải vào giữ hộ đồ người ta thôi. Ai da. À, có cả khố vàng à. Nhiều thứ vàng quá nhỉ. Giữ hộ này rất là vui lòng đây này. Chắc hẳn là các bạn đang tự hỏi, sau những cái biến cố vừa qua, tại sao tôi vẫn chưa ngỏm đúng không? Thế thì tôi lại trịnh trọng thông báo cho các bạn một điều nó khá là buồn như này. Tôi không những không ngỏm, mà bây giờ trông tôi rất là VIP pro hơn rất nhiều. Tôi đã không bỏ cuộc trước cái lũ người dã man dợ, những cái lũ người zombie đấy để bây giờ tôi đây. Cũng là vì nghe lời những nhà bác học, những vị thông thái. Đó là tôi cứ thua ở đâu tôi gấp đổi đấy. Cho nên bây giờ các bạn nhìn tôi này. Trông tôi như này, tầm này thằng nào mà láo tôi bổ cho thì thôi. Tôi sẽ vừa bổ nó, vừa cho nó thêm tiền để nó gọi cho mẹ. Vì xuân này nó sẽ không về. Ôi, một ngôi làng các bạn ạ. Có dấu hiệu của sự văn minh này. Ôi, tốt quá, lâu không gặp người. Bây giờ nhìn thấy người vui hẳn lên. Đàn gà này chắc là họ nuôi này. Tao đói. Wow, phải nói là nơi này người dân người ta có một cái khiếu thẩm mỹ rất đẹp. Các bạn nhìn nhà cửa này, khang trang thật sự. Cái nhà ban nãy nó chỉ là cái nhà riêng lẻ thôi. Các bạn nhìn này, ở trong này còn có rất là nhiều nhà khác. Ở đây thì tôi thấy có hai mẹ con đang làm ruộng, cho nên là tôi cũng đang giúp đỡ người ta. Cái khâu thu hoạch phải nói là cái khâu rất là quan trọng, cho nên là tôi giúp người ta một chút thôi. Không có gì nhiều nhặn cả, rất là bình thường, không có gì nhiều nhặn cả. Wow, tại sao người dân ở đây người ta lại có thể xây những cái ngôi nhà nó đẹp như này nhở? Phải nói thật là tôi phải học hỏi người ta rất nhiều. Những ngôi nhà người ta xây thực sự rất đẹp. Mấy cô chú cho cháu mượn cái ngói tí. Cháu mượn cái ngói mai cháu trả thật. Làng có khách này, làng có khách không, ra đón đi, ra đón tiếp đi. Những người dân ở đây thì tôi xem qua rồi, toàn là những con người chân chất, những người nông dân thật thà thôi. Những cái quả dưa này họ đã dầm mưa dãi nắng biết bao ngày mà họ rất là hiếu khách nhá, họ cho tôi hết đấy, họ có ý kiến gì đâu. Làng mạc như này có yêu không chứ. Tôi thì là có một cái ước mơ cho riêng mình, đó là tự xây được một ngôi nhà, chỉ cần đẹp được như những cái ngôi nhà ở đây thôi tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Ví dụ như là cái ngôi nhà này chẳng hạn, mà như các bạn đã thấy, như đây là nơi tá túc của một em thơ. Giờ thì cũng không còn là như vậy nữa rồi. Tối rồi nhá, đến giờ ngủ rồi đây này. Đây là một căn nhà khá đẹp, tôi không biết là nhà ai, mà cái lượng bánh mì này có lẽ là đủ tôi ăn được trong khoảng một tuần đấy. Thì như tôi cũng đã trình bày với cả các bạn từ trước, cái người dân ở cái vùng này người ta thực sự là người ta rất là thân thiện, rất là mến khách luôn. Đây, tôi cho các bạn xem. Ngồi mẹ em dậy. Ôi trời ơi. Đấy, chỉ vậy thôi là tôi đã có một cái giường để đi ngủ rồi. Bạn ơi, áo choàng đẹp đấy nhở. Tôi thích áo choàng của bạn đấy. Kìa, hai anh bạn này sao lên cao thế? Lên cao này nhỡ ngã sao? Em nói thật với anh là những cái vùng núi này nó cao, nó chập trùng đồi núi, nó nguy hiểm. Lên trên này rất có khả năng bị ngã luôn, rất dễ ngã. Xuống đi. Ông bà bố mẹ lại lo cho đấy.
Và mày chưa nhìn thấy cái gì đâu nhá, chưa được nhìn thấy cái gì đâu. Chuyến phiêu lưu của chúng ta ngày hôm nay khép lại tại đây thôi mọi người. Mình đã tìm cho mình được một ngôi làng, một tổ ấm để có thể sinh sống rồi. Từ nay trở đi, mình sẽ ở đây và bảo vệ người dân khỏi những cái thế lực tà ác, những cái thế lực đen tối bằng sức mạnh của mình. Còn bây giờ thì như nào nhở? Đọc comment cuối mỗi video chứ còn gì nữa. Bình luận của bé là bảo: chúc anh một ngày tốt lành, mong cho em lên TV. Chúc bé bảo một ngày tốt lành nhá. Bình luận của Tobaka: anh coi hết mùa 2 Attack on Titan từ hồi nào vậy? Mình còn nhớ ngày mình học lớp 8, mình ra net và mình thấy một cái người, người ta xem một cái bộ phim gì mà người khổng lồ, người ta cứ ăn thịt mấy cái người bé bé, xong mình bị ám ảnh luôn. Thì khoảng tầm 2 năm sau mình mới bắt đầu có cái dũng khí để mình có thể đủ can đảm để xem được cái phim đấy. Mình xem hết mùa 2 này, mình xem một chút của mùa 3, rồi sau đó mình đọc truyện. Thì ngay khi mình chuyển qua mình đọc truyện thì mình cảm thấy mình điếu thích cái phim này nữa. Vì mọi thứ, sự thật tự nhiên lại làm mình thất vọng rất là nhiều. Anh thử làm plan với zombie đi ạ. Làm plan với zombie là đăng ký kênh với like video đúng không? Nhưng mà thôi cứ like video hôm nay đi, rồi mình sẽ làm plan zombie từ từ nhá. Mọi thứ rồi đều có hết mà. Giọng anh giống anh GNDTT. Mình nhận ra là không phải hình như là có mỗi giọng mình giống nó đâu, mà thằng cu này khả năng cũng giống mình phết. Cu ý đi xe máy giống mình này, đội mũ bảo hiểm cũng giống mình luôn. Thề ngày đầu tiên gặp cu ý mình cũng sốc cực, chả hiểu kiểu gì. Mà cũng không sốc bằng việc các bạn xem xong video này mà vẫn không like video và đăng ký kênh cho mình. Các bạn nhớ like video và đăng ký. Thế ông im mẹ mồm đi.